Lão Hòa Thượng ngài, một người nông dân bình thường, chỉ biết làm ruộng, xuất gia rồi không biết giảng kinh, ngũ đường công phu của người xuất gia cũng không biết, càng không biết đánh pháp khí, ngài cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm Phật, chỉ biết chính mình mỗi ngày lao động cần cù, mà lại không trở ngại niệm câu Phật hiệu. Pháp sư Hoàng Nhất từng nói: A Di Đà Phật vô thượng y vương, xá thử bất cầu, thị vị si cuồng. Không chịu niệm Phật, không phải ngu si thì là cuồng vọng. Thật sự biết được công đức của câu Phật hiệu này, ý nghĩa của câu Phật hiệu này, có đạo lý gì mà không niệm? Niệm ở đâu? Như lão Hòa Thượng hay hiền vậy, ở tất cả mọi nơi mọi lúc, khi trong tâm có câu Phật hiệu này, chính là đạo tràng, đạo tràng lớn của A Di Đà Phật. Đạo tràng không đâu không có, không lúc nào không có. Đây là đạo tràng chính pháp. Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt. Vị tăng đó là người thanh niên, vào năm 1992 được cậu đưa đi đến chùa Lai Phật xin lão Hòa Thượng Ngai Hiền máy niệm Phật. Đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của Pháp sư Ấn Chí, đã đi vào cửa Phật. Có một lần, lão Hòa Thượng đang chẻ củi trong tự viện, vị cư sĩ này nhìn thấy nên đi tới nói: ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng làm những việc như vậy nữa, mệt đến bệnh rồi phải làm sao? Lão Hòa Thượng cười mà nói: làm người có nhiều công việc mà, tự mình có thể làm thì tự mình làm, đừng trông chờ người khác. Cư sĩ lại hỏi ngài: cả ngày ngài vẫn không ngừng mà làm, không mệt sao? Lão Hòa Thượng nhẹ nhàng nói: khi làm việc mệt rồi, trong lòng niệm A Di Đà Phật thì không mệt nữa. Nói xong, ngài cười rất hiền từ, cười rất vui vẻ, rất chân thật. Vào xuân năm 2011, Pháp sư Khai Trung một nhóm 5 người đến chùa Lai Phật bái kiến Hòa Thượng Ngai Hiền. Lão Hòa Thượng bình thường rất ít nói chuyện, lần này ngài nói chuyện với họ suốt 12 tiếng. Ngài khuyên mọi người nhất định phải nghe pháp của lão Pháp sư Tịnh Không, đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này, đừng nên tham luyến tiền tài và mê tình của phàm trần. Đi qua cái thôn này thì không còn nhà trọ đó nữa, thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong thế giới ta bà nữa. Thế giới cực lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ? Lão Pháp sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải đi làm, không thể không làm. Chỉ còn tâm thanh tịnh, chỉ có A Di Đà Phật, không để tâm đến việc khác, sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Lão Hòa Thượng nói xong, nói với mấy người họ: trưa nay đừng đi, ăn bị hương thung. Nói xong thì tiện tay cầm cái lưỡi liềm để vào thắt lưng, cầm cái thang hướng về cây hương thung, sau đó leo lên cây. Một chút công phu thì đã chặt được một nhánh lớn mầm hương thung. Mọi người chụp lấy mầm hương thung mà lão Hòa Thượng chặt được, lại giúp lão Hòa Thượng vịn chặt cái thang. Đợi khi ngài leo xuống, một vài người cùng khuyên lão Hòa Thượng nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng có suốt ngày làm những việc này nữa. Lão Hòa Thượng cười và nói: trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt. Lão Hòa Thượng tuổi tác lớn như vậy, mỗi ngày từ sáng đến tối, sao lại có thể không cảm thấy mệt mỏi? Khi ngài đang làm việc, không nghĩ đến ngài đang làm việc, không nghĩ đến mệt. Trong tâm của ngài chỉ có một câu Phật hiệu:
cả pháp, từ tâm tưởng sanh. Không nghĩ mệt thì không mệt, không nghĩ cực khổ thì không cực khổ. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật thì pháp hỷ sung mãn. Khi Ngài làm việc không có ngã, Ngài quên mình, Ngài vô ngã. Có ngã thì mệt, nếu như vô ngã, việc làm có nhiều hơn thì ai sẽ mệt? Cho nên bất luận là lượng công việc của Ngài nhiều bao nhiêu, thời gian làm việc lâu bao nhiêu, Ngài tuyệt đối không mệt mỏi. Có người tán thán Ngài sức khỏe tốt, nhưng mà không biết vì sao sức khỏe của Ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì Ngài đã buông xuống vạn duyên. Lão Hòa Thượng ấy hiền vì chúng ta thị hiện thật là ví diệu. Ngài thật sự buông xuống vạn duyên. Lão Hòa Thượng ấy hiền cả đời đều vất vả cần cù mà lao động, không có một ngày nghỉ ngơi. Ngài không biết mệt. Biểu hiện bên ngoài là một phúc tướng quan hỷ, phúc tướng hỷ duyệt. Ngài làm ruộng chính là đang tu hành. Phật hiệu của Ngài 24 tiếng không gián đoạn. Có thể nói trong tâm Ngài không có tạp niệm, không có phan duyên, không có không tỳ hỷ công đức. Tuy rằng tùy duyên, tùy hỷ lại không để trong tâm mảy may nào, luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây chính là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Đây gọi là tu tịnh độ. Tâm tịnh tức cõi Phật tình. Ngài niệm như vậy suốt 92 năm, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh đến tịnh độ của A-di-đà Phật. Pháp môn niệm Phật. Lão Hòa Thượng Ngai Hiền không biết chữ, chưa từng tụng kinh, cũng chưa từng nghe người khác giảng kinh. Niệm một câu Phật hiệu 92 năm, Ngài niệm Phật hầu như không nghỉ ngơi. Chỉ cần khi còn thức thì niệm Phật. Công việc của Ngài là làm ruộng, hàng ngày Ngài làm ruộng. Những câu Phật hiệu trong tâm không gián đoạn. Niệm Phật không trở ngại công việc, công việc không trở ngại niệm Phật. Đây là tấm gương tốt của người học tịnh tông cầu sanh tịnh độ. Ngài nói cho chúng ta biết một sự thật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc trên kinh điển nói thật sự có. Ngài đã gặp A-di-đà Phật. Ngài cầu Phật đưa Ngài đến thế giới Cực Lạc. A-di-đà Phật không tiếp dẫn Ngài đi, nói với Ngài, Ngài nên tiếp tục ở thế gian biểu pháp. Ý nghĩa của biểu pháp là làm một tấm gương xuất sắc để mọi người nhìn thấy, sanh khởi tín tâm, phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Đây là phương thức Ngài phổ độ chúng sanh. Tín, nguyện, trì danh là đại đạo vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thấy A-di-đà Phật thành Phật. Trì danh là thành thật niệm Phật, như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Nếu như chúng ta có thể kiên trì cả đời không thối chuyển, đời này nhất định có thể thành Phật. Tại sao Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm đến 92 năm? Đó chính là sứ mạng Phật cho Ngài. Người khác hỏi Ngài, Ngài đã gặp A-di-đà Phật rồi, Phật có nói gì với Ngài không? Lão Hòa Thượng trả lời, tôi cầu Lão Phật gia đến rước tôi, nhưng Ngài không đồng ý. Ngài nói để tôi ở thế gian này làm biểu pháp. Phương pháp tu hành của Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất hiệu quả với thời đại hiện nay. Một mình Ngài chăm chỉ thầm lặng mà khổ tu, tâm thanh tịnh, bình đẳng, tự tại, tùy duyên, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, cần cù cố gắng mà làm việc. Cả đời Ngài không cần tiền tài. Còn nói người khác biết, chân chính học Phật phải trì giới, phải chịu khổ được. Không thể trì giới, không thể chịu khổ, không phải thật sự học Phật. Ngài không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội. Cho dù là làm việc, hãy đón người tiếp vật,
trong tâm không rời khỏi Phật hiệu. Ngài đã nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật. Phật hiệu trong tâm của Ngài không bao giờ mất đi. Đối với Hòa Thượng Hải Hiền mà nói, cuộc sống là tu hành, công việc là tu hành, đối người tiếp vật cũng là tu hành. Phương pháp tu hành của Ngài là một câu A-di-đà Phật. Hòa Thượng Hải Hiền xác thực là tấm gương tốt nhất của người tịnh tông niệm Phật. Người học Phật nếu như thật sự muốn vãng sanh thì phải học tập theo Ngài. Thật sự muốn vãng sanh, Phật hiệu không thể gián đoạn. Dùng chân tâm. Nên dùng tâm thế nào để niệm Phật? Phật hy vọng chúng ta dùng chân tâm làm người, không thể dùng vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là tâm luân hồi. Dùng vọng tâm nhất định không thể siêu việt luân hồi. Vì vậy, niệm Phật phải dùng chân tâm niệm, nhất chân, nhất thiết chân. Dùng chân tâm niệm Phật, dùng chân tâm để sống, dùng chân tâm đối người tiếp vật. Dùng tâm khác nhau, kết quả có gì khác biệt? Nếu như khởi tâm động niệm đều làm tổn người lợi mình, tự tư tự lợi, đây đều là nhân của lục đạo luân hồi, tam ác đạo. Kiếp sau chắc chắn sanh ba đường ác. Nếu như lúc nào cũng nghĩ làm sao lợi cho người, làm sao giúp đỡ người khác, làm sao thành tựu người khác, đây là tâm thiện. Dùng tâm thiện sanh ba đường thiện. Nếu như đoạn ác tu thiện mà không đem đoạn ác tu thiện để ở trong tâm, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, trong miệng cũng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật này, không có tạp ngôn, không có tạp niệm. Dùng tâm A-di-đà Phật để xử sự đối người tiếp vật, không có đạo lý này không sanh đến thế giới cực lạc. Đa số người niệm Phật là có miệng không có tâm, cho nên không tương ưng với Phật. Câu Phật hiệu này không thể đắc lực. Niệm Phật luôn luôn phải tâm miệng tương ưng, phải dùng chân tâm, dùng thành ý. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chân thành đến cực độ thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật. Hòa Thượng Lão Đức là dùng chân tâm. Người khác gạt Ngài, trêu chọc Ngài, bắt nạt Ngài, những người đó là dùng vọng tâm. Nhưng Hòa Thượng Lão Đức hoàn toàn dùng chân tâm. Người khác chà đạp Ngài, sỉ nhục Ngài, Ngài đều tiếp nhận. Ngài thấy Phật thì lại, người khác chỉ vào phân trong nói, bên trong này có Phật, có Phật tôi lại Phật. Ngài dập đầu xuống lại phân trâu, tâm của Ngài thật sự có Phật. Đa số người đều xem Ngài là người ngốc. Ngài thật sự không ngốc chút nào. Ngài hoàn toàn dùng chân tâm, cho nên Ngài được lợi ích thật sự. Niệm Phật kiên kỵ nhất chính là dùng tâm tán loạn niệm. Vọng niệm trong tâm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều thì tâm lực sẽ không tập trung. Tâm tán loạn niệm Phật không có công đức, chỉ là trồng hạt giống trong A Lại Giá Thức, trong đời này không thể thọ dụng. Đại sư Ấn Quang Từ Bi nói cho chúng ta biết dùng phương pháp mười niệm. Từ câu thứ nhất đến câu thứ mười, niệm thật rõ ràng, nhớ thật rõ ràng, nghe thật rõ ràng. Phương pháp này có thể nhiếp tâm, không để tạp niệm xen vào. Tại sao lại có tạp niệm? Bởi vì không buông xả, rất nhiều việc để lo lắng không yên. Thật sự buông xả thì tạp niệm không còn nữa. Thật sự buông xả thì niệm Phật thấy Phật. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác đều là chân tâm. Buông xả chấp trước thì được tâm thanh tịnh với thế gian, suốt thế gian, tất cả pháp không còn chấp trước nữa, có thể tùy duyên. Được tâm thanh tịnh
là cảnh giới của A-la-hán, lại buông xả phân biệt, được tâm bình đẳng là cảnh giới Bồ-Tát. Cuối cùng là khởi tâm động niệm đều buông xả, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì thành Phật rồi. Vì sao phàm phu không thể buông xả? Bởi vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, cái gì cũng xem là thật, không biết được hiện tượng trong vũ trụ là giả, là vô thường, chúng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Mạng người vô thường, ai có thể nắm chắc đảm bảo năm sau chúng ta còn sống? Không thể đảm bảo. Một hơi thở không còn thì qua đời này rồi. Vì vậy đại sư Ấn Quang dạy chúng ta đem chữ tự dán lên trên trán, chính là đối với chúng ta không thể buông xả. Thật sự phải có cảnh ngộ cao như vậy, hằng ngày dùng chữ này để nhắc nhở bản thân, người niệm Phật này nhất định vãng sanh. Làm sao tu tâm thanh tịnh? Niệm Phật, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật không để bất cứ thứ gì trong tâm thì tâm thanh tịnh rồi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, đem tất cả ngoại cảnh để vào trong tâm thì phiền phức rồi. Tâm của chúng ta động rồi, tâm bị ô nhiễm rồi. Tâm động thì không bình đẳng, tâm ô nhiễm thì không thanh tịnh. Như vậy không thể giác ngộ, chỉ bị mê hoặc. Không phải Phật kêu chúng ta không nhìn, không nghe, không phải vậy. Là muốn chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không để trong tâm, luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng, giác, hồi phục tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là chân tâm, chính là tâm Phật. Cái tâm này chính là Phật. Làm như vậy chính là thị tâm, thị Phật. Phật và chúng ta không có khoảng cách, không có trước sau. Cũng chính là nói Phật và chúng ta không có cách biệt về thời gian và không gian. Sự thật là như vậy. Nhưng vì sao chúng ta không thể thấy Phật? Có chướng ngại. Về phía Phật không có chướng ngại, là chính chúng ta có chướng ngại. Nếu như chúng ta thật tín, thật nguyện, đối với vọng tưởng, tạp niệm của thế gian này thật sự đoạn rồi, chúng ta muốn thấy Phật, ngài liền hiện tướng, thì chúng ta có thể thấy được. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, có thể vãng sanh hay không, nhất định nằm trong tâm tín nguyện. Có tính có nguyện thì nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, lỡ công phu niệm Phật sâu hay cạn, công phu sâu khi vãng sanh được thượng bối thượng sanh, buông xả một ít, cái công phu đó cạn, hạ phẩm vãng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ sự lý này, hiểu rõ ràng rồi thì có thể chọn lựa con đường đời này chúng ta muốn đi. Lão Hòa Thượng Hy Hiền làm cho chúng ta thấy rồi, bất kỳ người nào, cho dù già trẻ lớn bé, thông minh đần độn khác nhau, bất kể là căn tánh như thế nào, một câu A Di Đà Phật có thể viên thành Phật đạo. Vì vậy thật sự tin tưởng có thế giới cực lạc, thật sự tin rằng có A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc, một đời thành Phật.